Gần 70 phát các bác ạ. Anh em lấy hết. Rồi em chút cho bác. Mấy hôm nay em không có quay được cảnh các bác ạ. Vừa về đến cổng này ngã. Các bác chờ em. Đặt đấy nhau nhé. Quay à? Hả? Có. Quả wow, đánh kéo hết ông. Mẹ mày đấy, mẹ chút này. Mẹ chút đây. Quà chéo hết, chéo hết ống rồi bạn. Ống nước nó cạn nhanh quá. Này vứt sớm cả. À hôm qua em lại gặp một bác. Như hôm nay em vớt trước, em vớt ở đấy em thả có hơn chục cái. Chả biết bác vớt có được không vậy? Chắc là cũng được ấy. Gặp người tốt không sao các bác ạ, gặp người xấu họ lấy hết. Hôm qua em vẫn bị dính chút 6 cái. Lấy mất một cái. Quyền mất hai cái. Dần nó chút. Dần chút nhắc nên còn quay ống đi chiều khác thôi mà. Đẹp thế nhỉ. Này đổ nước của anh thì thích lắm các bạn. Cả cứ để bùn ở đây là nước rửa bát hết ngay rồi. Nhưng nó còn chưa cậy được ống à. Thế kia thế lấy nước ở vòi kia. Bị ngã các bạn ạ. Hôm nay nó lỏng mà. Ôi ngã đâu, chống ngã rồi. Đổ hết xuống cái đống bồn nước đấy. Đó mà trả lên rồi, gọi anh chạy anh chả chưa. Chết, vào sớm quá chết. Cái này là vứt đầu tiên này. Cái này là vứt đầu tiên này. Đầu tiên này. Chút mà 6 cái thì 4 cái. Đánh 6 cái chút mất 4. Chút mất 3 cái còn 1 cái mất ống. Còn sót đúng 1 cái. Đấy cả. Có. Qua đánh ở đấy không có.
đánh đủ hai cái rồi. Cắt tiếng em chắc được 3-4 cân rồi. Không có đâu, em cạn mất nửa xe ống, gần cạn hết còn gì nữa. Thế là hai ông trên đấy xuống lấy ống của mình. Ê, hai các bác ạ, bác cả qua phát hiện là hai thằng đấy rồi. Hôm trước lấy của ông 28 cái. Ôi ôi mồi. Đúng rồi. Lươn nó cho đến không vào là đúng rồi. Cái chỗ sạch sót nữa. Không không chỗ. Này theo chỉ được 3-4 cân và bạn không hơn. Mà cũng không biết là hôm nay em lại quay vào bác lại cân vào bác phát. Hôm nay em chết đúng nửa xe ống rồi. Này nó ăn mày các bạn, nó có nước là thì ăn đủ luôn, nối của em đánh nó có nước thì không phải nói rồi, nó không có nước cạn nước, lúc đánh có nước có 20% nước thế mà hôm sau cạn sạch, mà nước còn xuống mãi mấy làn dưới, 2 làn dưới. Cái cắt nước á, cắt cả cạn cứ để đó. Cái con này nó hả? Chưa đúng cái bẫy khứa này. Sống con cỏ cũng sống mà. Một chân này. Hả? Không. Béo không? Dạ béo, đang bảo thả. Thả gì? Đây các bác ơi. Cho khu nó thịt ra. Đây đây. Cỏ trắng tinh em vồ luôn các bác, cứ tin thì em vồ trên cây à, ngủ là thấp xuống em vồ trên cây luôn. Bỏ hết nước lung tung ra. Bùa cũng mà anh để đấy. Nó bay đi chứ.
cạn nước xịt nhiều. Đi qua nó mắc cả gai mày kéo cái hôm mưa đau. Sườn cũng rớt rồi đặt. Cái cuối cho văng. Còn cái nữa. Cái này nếu hôm nay mà không vạn nước cái túi này chậu này thì nhỏ phải bằng chậu. Hết rồi, hết rồi các bạn.